Xin chào các bạn. Trong video này mình xin được hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tra một cái sản phẩm mà chúng ta muốn bán có phải là sản phẩm thương hiệu hay không. Thì trường hợp 1, nếu như mà các bạn bán trên eBay đấy thì các bạn vào thẳng trang Vero của eBay, các bạn kiểm tra cho mình. Ok. Trang Vero eBay này sẽ thống kê những cái sản phẩm mà đã đăng ký thương hiệu đối với eBay. Đấy. Ở đây có rất nhiều cái thương hiệu nổi tiếng đã được đăng ký ở đây rồi. Thì các bạn để ý cái sản phẩm mình muốn bán thì mình sẽ kiểm tra xem có phải là hàng thương hiệu hay không. Mình ví dụ sản phẩm Canon chẳng hạn. Đấy. Các bạn Ctrl F và các bạn đánh cái từ Canon vào trong ô này. Ô cái từ khóa mà các bạn nghi ngờ là cái từ dính thương hiệu đấy. Thì sau khi mình đánh thì sẽ hiện ra ở đây. Vậy là mình sẽ không bán những sản phẩm mà nào mà liên quan đến Canon. Ok. Trừ khi là mình được sự cho phép của bên chính cái công ty này. Đấy. Cách thứ hai là các bạn sử dụng Google. Ví dụ như là các bạn nghi ngờ từ Canon và từ khóa thì các bạn sẽ search vào Google. Đánh cái từ khóa đó và các bạn thấy đấy, sau khi mình đánh từ Canon thì nó hiện ra luôn. Cái thương hiệu này có một cái trang chính của Canon rất là lớn. Nên là mình sẽ không bán những sản phẩm như vậy. Có trang web, có logo rất là rõ ràng rồi. Thì suy ra đây là một cái từ khóa thương hiệu và mình sẽ không bán những cái sản phẩm liên quan đến từ khóa này. Ngoài ra thì có một công cụ cũng rất là mạnh khác. Có một công cụ dùng để cho chúng ta có thể là tra cái thương hiệu của các sản phẩm trên toàn cầu, không chỉ riêng một cái thị trường nào. Đó là trang App Store Government. Đây là trang thống kê thương hiệu, hàng thương hiệu của toàn thế giới luôn. Các bạn vào App To Government này, chọn Search Trademark Database. Ok, kéo xuống dưới các bạn chọn cho mình là Trademark Electronic Search System. Rồi, sau đó chọn tiếp Basic Watermark Search. Rồi, đến đây rồi thì các bạn đánh cái từ khóa mà mình nghi ngờ và dính thương hiệu vào, Canon này, vào ô tìm kiếm và Enter. Sau khi mình đánh Canon thì hiện ra rất là nhiều cái từ khóa liên quan đến từ Canon này. Ok. Ví dụ như là Canon 13 này, Loose Canon này. Có rất nhiều dòng sản phẩm của Canon và đều được đăng ký thương hiệu hết rồi. Các bạn để ý sang cái cột phía dưới này cho mình. Cột Live or Dead. Nếu mà từ khóa nào mà điền là live là nó còn tồn tại là mình sẽ không được bán. Còn cái từ khóa nào mà dead thì chúng ta có thể là tham khảo, mình cũng có khả năng mình bán được. Nhưng mà tốt nhất nếu mà đã liên quan đến những cái thương hiệu lớn thì mình nên tránh ra. Hoặc như là mình muốn kiểm tra sang một thương hiệu khác, như là Apple. Đấy, đánh Apple vào cái ô tìm kiếm này và Enter. Rất nhiều từ khóa về Apple hiện ra. Apple and Onion. Đấy. Mình cũng sẽ tránh những cái thương hiệu như này ra để mình bán. Tránh những thương hiệu sản phẩm này ra. Đều còn tồn tại hết này. Ok. Hy vọng rằng là video này sẽ giúp các bạn tránh được những sản phẩm thương hiệu, bảo vệ tài khoản của mình. Ok. Video của mình xin được kết thúc ở đây.